Bây giờ thì các bạn thầy cô giáo sẽ dùng cho ba bốn bạn di chuyển đồ dùng của lớp mình. Số 2, số B, 7A, 7B theo yêu cầu của các thầy cô giáo. Làm bánh gì thầy Nam? Ít coi. Làm bánh gì hả? Ít coi hả? Ít coi hả? Làm bánh gì đây? Bánh tăng bạc. Bánh tăng bạc. Bây giờ nha đồng chí đi. Dạ. Con đi là đồ đi nha. Chưa đi rửa tay luôn. Chưa đi rửa tay, con nói là đi rửa tay mà. Đúng rồi. Tay bà mượn hết mà. Đi đi. Quay em đâu quay bánh thì 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 quay em đâu quay
đây bên à. Bao nhiêu là cuối này, cái ư hết là cuối. Nó đây mấy thiếu bột không? Thôi bánh bao. Tụi con lên lên anh kìa. Tiếng được. Cô thử lát nữa. Để đi tư. Sao lạc lại vậy? Hai mẹ nè, đâu có cây đâu. Bên kia đâu có lạc đâu. Trang bắn lên đẹp, Trang bắn lên. Cái này bắn lên trên. Cái này bắn lên. Không có cái lạc cái bánh chứ. Không lạc mà. Không, nó chín một mặt rồi chứ. Nó chín một mặt cô, không có lạc. Nhau, nhau. Sao cái lá này bị rụng rồi. Bánh gì? Bánh gì mấy đứa giới thiệu ơi? Bánh dài. Em đại diện. Bánh đi là bánh gì? Bánh vàng là bánh gì? Bánh tầm khoai mì. Tầm khoai mì á. Bánh không không đó đó cái nam đó là bánh rất hay. Bánh rất này. Hả? Bánh gì? Bánh rất. Bánh rất hả? Nhỏ quá. Dạ vậy, khách à.
Tía thì tía khác. Tía gì? Tía. Đang phải là tía. Đã được gọi là các tầm bài.